Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Yên Phong vừa phá chuyên án bắt 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nghiêm Đình Chỉnh sinh năm 1992 ở thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong cầm đầu, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 2 tỷ đồng. 1 giờ sáng nay 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Yên Phong bắt quả tang tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, đối tượng Nghiêm Đình Chỉnh đang sử dụng nhiều điện thoại di động kết nối mạng Internet để cá độ bóng đá giải Euro 2020 với các đối tượng Nghiêm Công Đại 28 tuổi, Nghiêm Đình Hiền 31 tuổi, Nghiêm Đình Trường 39 tuổi cùng ở Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Bước đầu, Nghiêm Đình Chỉnh khai nhận thông qua một tài khoản nguồn từ trang web www.iva88.net, Chỉnh đã chia thành nhiều tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá Euro 2020 từ đầu tháng 6 đến nay. Để cá cược kết quả bóng đá, các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang www.iva88.net với giá trị 1 điểm bằng 1 USD. Trong đó 1 USD Chỉnh mua có giá 30.000 đồng và bán cho các con bạc giá 100.000 đồng. Sau khi thắng thua, các đối tượng đánh bạc gặp Chỉnh để thanh toán tiền. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.